Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Chiết Giang Trung Quốc. Thì cả nhà ơi, hôm nay, buổi chiều hôm nay, hai mẹ con sẽ đi đến một cái siêu thị cách nhà khoảng 5 cây số cả nhà ơi, để mua nguyên liệu chiều nay sẽ làm bánh xèo. Chiều nay sẽ không ăn cơm mà làm bánh xèo ăn nhân ngày mưa gió cả nhà ơi. Hồi sáng hồi trưa tới giờ là mưa quá trời mưa luôn cả nhà. Thì đi ngang cái chỗ này là cái khu vườn mà người ta trồng cái trái sung Mỹ đó cả nhà. Thì cũng tới siêu thị rồi cả nhà ơi. Vừa bước vô cái khu này thì thấy ngay cái chữ tiếng Việt cả nhà ơi. Đó là bánh vía chay đậu sầu riêng cả nhà. Ở bên siêu thị Trung Quốc này cũng có bán bánh vía đậu sầu riêng chay của Việt Nam mình đó cả nhà ơi. Không ngờ luôn á. Thì bên đây là sát bên thì là chanh cả nhà, chanh vàng, quýt, quýt vàng cả nhà. Đó, ảnh đi lấy cái cây sô-cô-la đó cả nhà. Thì ở bên đây đang vào mùa lũ rồi đó cả nhà, lũ đầu mùa đó cả nhà. Đó, trái lũ rất là to luôn. Kế bên thì là trái hồng đó cả nhà, cũng vào mùa hồng luôn cả nhà. Một hộp như lại 2, 4, 6, một hộp như vậy là 8 trái. Kế bên là Việt Quất ở bên đây trái rất là to luôn. Giờ đi tiếp cái loại cái ngăn này thì thấy có những cái trái dừa nè cả nhà. Dừa gọt vỏ rồi, còn ở trong cái dừa gì mà nó cái vỏ nó màu đen cả nhà. Còn nho này là nho mẫu đơn đó cả nhà. Nho mẫu đơn mà trái nó to ú nu ú nằng rồi cả nhà. Vào mùa nho nên có đủ loại nho hết trơn rồi cả nhà. Nho đen, nho xanh, nho mẫu đơn. Ở đây bây giờ vẫn còn bán sầu riêng nữa nè cả nhà ơi. Thì bây giờ em sẽ dắt cả nhà đi một vòng cái siêu thị ở bên Trung Quốc gần nhà em ở đây nha cả nhà. Em thấy được một trái thanh long nữa cả nhà. Đó, thanh long. Thì thanh long này là thanh long ruột đỏ đó cả nhà. Thì đi vòng vòng trong siêu thị này là đa số là bán trái cây rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Ở đây là nó có bơm, có lê nè cả nhà. Quay qua thì thấy là có khổ qua, nguyên một cái gỗ khổ qua Trung Quốc cả nhà ơi, 0,99 tệ, là còn một mảo nữa là 1 tệ, một nửa ký lô đó cả nhà. Tại vì cái siêu thị này nó bắt nhẹt Trung Quốc rất là lớn luôn cả nhà ơi. Em sợ dính bản quyền nên em tắt tiếng rồi cả nhà. Thì xung quanh ở đây thì cũng có bán rất là nhiều loại rau luôn cả nhà. Ví dụ như là rau muống nè cả nhà. Cải ngọt nè, rau dền nè cả nhà. Còn bên đây thì cà chua, rồi ớt. Có tất cả hình như là 6 loại ớt đó cả nhà. Cả nhà thấy 6 cái gỗ đó cả nhà. 6 loại ớt. Đậu bắp một bịch như vậy là 5 tệ cả nhà. Còn đây là nấm đông cô tươi đó cả nhà. Rồi ở đó là củ ghiền. Rồi tiếp theo vòng vòng ở đây thì là giá nè. Rồi củ cải trắng nè cả nhà. Em định mua một củ cải trắng về làm nước mắm đó cả nhà. Mà thấy nó không được tươi, nó héo rồi cả nhà, nó nhẹ hửng rồi cả nhà. Nên em không có mua cả nhà ơi. Để một lát đi lại đằng kia coi nó có ngon không rồi mua. Khổ qua nữa nè cả nhà. Dưa leo. Rồi bí ngòi. Bắp cải. Rồi đi lại đây để mua mấy củ cà rốt đó cả nhà, để về làm nước mắm cả nhà. Ở đây nó bán đây em mua lượm nó quấn hai củ như thế này nè cả nhà. Bây giờ lựa hai củ mua. Xong đi qua bên cái khu bên kia cả nhà để quay cho cả nhà coi là ở đây nó có bán ghẹ luôn cả nhà ơi. Ghẹ ngợp rồi nó ngâm nước đá nè cả nhà. Còn cái thùng này là thùng sứa nè cả nhà. Đó ghẹ.
À, cái con này cái con cá gì em cũng không biết nữa cả nhà ơi, nó trắng tươi hả? Rồi những cái con cá bị ngợp nè cả nhà, bán rất là rẻ luôn. Cái con cá này bự mà bán có 15 tệ, còn những con cá nhỏ này là 5 tệ. Còn đây là tôm nè cả nhà. À, cái tép bạc chứ, à, cái hộp đó là 13 tệ 50, tầm 300 350 gram hay sao. Hồi nãy là em mua hết hai hộp rồi cả nhà. Còn đây là những cái hồ oxy bán tôm tươi sống, ghẹ sống nè cả nhà. Đó. Ghẹ sống thì em cũng chưa ăn cái mấy con ghẹ bên đây bao giờ hết trơn cả nhà ơi. Bởi vì để bữa nào em mua về em thử em ăn review cho cả nhà xem. Đó là cá lóc bông đó cả nhà, cá lóc bông. Còn kế bên là cá, con cá này gọi là chắc là con cá trám đó cả nhà. Con cá trám nó rất là dài luôn cả nhà. Còn ở trên đây là con cá gì em cũng không biết luôn. Cá mè hay sao cả nhà ơi. Quay qua thì ở đây là cái củ củ khoai từ đó cả nhà. Củ khoai từ ở bên đây rất là dài luôn cả nhà ơi. Nó chắc nó cắt làm hai làm hai. Còn đây là khoai khoai môn, khoai cao đó cả nhà. Khoai cao, còn kế bên là cả nhà nhìn chắc cả nhà cũng biết rồi ha, đây là củ sắn đó cả nhà. Củ sắn bên đây trồng rất là to luôn. 2 tệ 98 mão nửa kilo cả nhà. Còn đây là khoai tây. Kế bên là củ hành tím cả nhà. Bí đỏ. Thì em thấy là cái chợ gần nhà em đấy cả nhà nó bán rất là mắc luôn, bởi vì bữa giờ em đi siêu thị, vô siêu thị em mua cá thịt này nọ như ở rau củ nó tươi mà nó rẻ nữa cả nhà. Quay qua lại thì thấy cái chỗ này nó có bán cải mà để làm dưa Tết đó cả nhà. Bình thường thì nó có bán nha, nhưng mà hồi Tết đó em đi kiếm em không có thấy cả nhà ơi. Cải ngọt nè, rồi mồng tơi nè, rồi cải chip nè, tùm lum hết trơn cả nhà. Bây giờ đem đi ra cân cái hai cái củ cà rốt với cái củ sắn đó cả nhà. Thì bây giờ hai mẹ con tính tiền đi về nhà cả nhà ơi. Nhà mẹ ơi, hai mẹ con tới chợ nha. Mua được hai hộp tép này cả nhà. Hộp này là 12 tệ 70, 335 gram cả nhà. Còn một hộp này là 355 gram, 13 tệ 50 cả nhà. Thì tính ra đây hộp này là 25, 26 tệ. Thank you.
Ừ, ta nhìn nếp xưa nè. Ừ, biết xa. Vui à. Ngon lắm rồi. Cái đó là ngon. Ừ. Ừ, cái gì chua. Ủa mẹ ma rồi. Ai hấp sắp rồi con? Mẹ, mama. Mama. Hồi sáng nữa nè. Bữa nay ảnh không có đi học. Sáng thấy chảy nước mũi như hò mấy cái đó rồi cái thấy lờ đờ. Chạy quá. Em cho nghỉ bữa nay ở nhà luôn. Để ngày mai đi tiêm ngừa vaccine đó cả nhà. Ngày mai đi tiêm ngừa về rồi hãy đi học luôn. Cái món bánh xèo này cũng lâu lắm rồi mới làm lại cả nhà ơi. Hồi sáng trời mưa quá trời mưa luôn. Xong cái buổi chiều cái đi chợ đi siêu thị cả nhà. Hồi sáng ông nội đưa tiền. Mẹ. Đi chợ, ông nội đi chợ rồi nhưng ông nội đưa tiền cho có mua gì thêm đó cả nhà. Rồi cái hồi sáng không có đi. Mama. Mama. Bánh xào. Mở nhỏ bé. Ngon quá nha. Ta nhỏ. Ta nhỏ. Rồi con ăn đây, con ăn bánh xèo đi. Xèo mơ. Mình nhà chung chị. Tôi cơm mấy mai ha.
chơi năm mới nha. Ờ, chơi lý mình nè. Cho bê ma thằng cho. Ngay một cái chín thời giờ rồi nha. Con cấm mà kìa. Giao nhít cáo này nó tự mập dữ lắm cả nhà. Ở đâu cũng có mập chứ. Như là người ta tiết tố vậy nha. Ngon quá. Học bao hồi chơi ba ba. Chơi bê quả khăn ngon. Cũng chua y chua y dáng này phải không? Mà mẹ gì bên mấy chỗ sai. Mấy chỗ nào? Ừ. Nó có cái bì này hả? Dạ. Ừ. Dạ ai? Ừ, dạ sao? Bên này cũng có bánh xèo Trung Quốc nữa cả nhà. Nhưng mà nó chiên nó chiên cái kiểu mà giống như bánh xèo miền Trung vậy đó, nhỏ nhỏ gì đó mà giòn thấu à. Mà không có gam gì hết cả nhà. Chỉ có hình như là nó bỏ ở đâu tí ti ba miếng thịt bằm vô rồi xong đó. Cái này ăn đô mạnh. Đô của em thì chứ hai cái thôi cả nhà ơi. Hai cái là no rồi đó. Cái mâm này là nãy em làm 5 cái. Má chồng em gắp cho má chồng em hết hai cái rồi còn ba cái. Em ăn hết cái chỗ này là hai cái còn cái đây. Còn bánh bao đó. Bánh bao hồi nãy đang ăn dưới đất rồi cả nhà ơi. Nãy dưới đất em chiên cho nó hai cái đầu. Hai cái lò là không được đẹp. Đem ra cho nó nói với bà nội nó ăn. Còn chiên cho nó hình như là hai cái bánh không nữa nha. Hai cái bánh bông, hai cái bánh không thịt dưới tép rồi. Đọc cái gì đó ăn. Lật cái cuốn hướng dẫn cái đồ đo độ đó cả nhà, nó đập như đứng rồi vậy. Nó làm gì? Nó để làm cái gì? Đo này. Đo độ. Đo độ cho con á, con bị sốt, con bị bệnh là mẹ đo cho con đó. Nó cả nhà ơi. Đã ăn hết hả? Ớt hết cái chỗ này là hai cái cả nhà ơi. Thấy đó mẹ nè. Thấy tà không có tà khai được, tà có lẻo ha. Tà khai ở đâu? Nã gì? Rồi bạn sao tự sao mama, mama ăn hết cái này cái đi rồi mama gỡ gì cái tay dơ rồi nè. Tự sao tịnh hết tịnh sao? Nã bơ hả? Hãy giờ đi cưa nè mama. Chưa tiêu đi ha. Chưa bầu đó. Hãy giờ đi cưa mama, chưa quẳng đi. Nè. Chưa bầu đó, chưa bầu đó. Anh chưa bớt lè à. Còn cái cho má chồng em ăn luôn cả nhà. Em ăn hết hai cái là em no bể bụng. Đó, nó buộc anh cho bà. Nè, nít bị vô cái nó. Nè, nít vô cái nhịp kìa. Hả? Bây giờ nhịp xin nó ra. Ngon quá. Thịt gì vậy? Chị hỏi em về thầy thầy vẫn nhờ. Chị đến đây là có gì sớm. Xong rồi đi bộ ra công ty đi làm cái này thôi. Mà sáng nay bánh bao nữa tới chị trễ quá. Rồi thêm ho. Ho rồi chị thích ngủ thôi. Chị hỏi em đi bộ đi làm luôn. Chiều nay mà bà bỏ cái này là cho bà bánh xèo. Ngon quá. Bể bụng luôn đó nha.
không? Chào ông bà cô chú nè. Thì cả nhà ơi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã xem video bánh xèo làm bánh xèo hôm nay. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nếu cả nhà thấy thích, nếu cả nhà thấy thích, hãy cho một like và một đăng ký để mẹ con em có những động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Mình chào chị. Bye bye, bye bye bà cô chú. Giỏi.